Dạ thưa chị Nụ đến. Được rồi, anh ra ngoài đi, lát tôi gọi. Dạ. Dạ. À, chị ngồi đi chị. Ừ, dạ. Ủa, không biết tự nhiên anh bảo vệ kêu tôi vô đây có chuyện gì không? Cũng không có gì. Thật ra là có chút chuyện mà tôi muốn nhờ chị giúp. Nếu mà chị giúp được thì tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Trời đất ơi, tôi có biết chuyện gì đâu giúp. Việc đơn giản lắm. Vậy nè, nhân viên chúng tôi á thì muốn làm cho giám đốc á, chị Linh á, một bất ngờ. Đó là sẽ tặng cho gia đình của chị ấy một chuyến đi du lịch. Nhưng mà chị ấy á, kín tiếng quá, cho nên chúng tôi không biết gia đình chị ấy ở đâu để có thể đem quà đến tận nơi mà trao tặng. Thì ra là vậy. Nhà cô Linh á có một mẹ một con à. Thiệt không? Thiệt, trời, tôi ở chung xóm mà. Má của cô Linh á là cái bà Ngọc Trần á. Thì mấy tuy là dữ vậy á nhưng mà tốt bụng lắm, không có sao hết á. Hôm nay á cũng theo tôi đi lấy tiền bồi thường ở xóm gà đó. Ủa, tức là má của Linh cũng đang ở xóm gà chung với chị? Đúng rồi. Cô còn gì nữa không? Vậy tôi đi về nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Nha. Vậy là mẹ của một người giám đốc sống ở xóm gà. Vậy là giám đốc ở xóm gà rồi còn gì nữa. Để rồi xem. Chào chị. Bữa nay xóm mình tới nhận tiền đền bù ở lầu 1 á, đông lắm. Má chị có tới không? Dạ có chứ. Em xuống dưới để ý theo dõi, đừng để cho mọi người nói lung tung về chị. Còn ai muốn tìm chị thì nói chị đi vắng rồi. Em hiểu rồi. Lạy trời, đừng cho chuyện gì rắc rối xảy ra. Tôi thay mặt bà con cảm ơn cậu. Tới nhận tiền mà còn được cho ăn cho uống, cho xe đưa về, thật là chu đáo quá chừng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi chú Tư à. Con mừng á, được bà con hỗ trợ cho công ty, công việc được thuận lợi, con cảm ơn nhiều lắm rồi. À, chắc mọi người đã tính toán chỗ ở mới rồi hả chú? Cũng tạm coi như xong. Nhớ tiền đền bù đợt sau á phải cho đúng hẹn nha. Chú yên tâm. Không biết tôi có còn gặp cậu nữa không? À, còn làm gì ở đây? Có gì chú cứ đến. Nếu tôi tới hỏi thăm thôi cũng được chứ hả? Dạ, dĩ nhiên là được mà. Cháu muốn thay mặt cho công ty qua bên đó cảm ơn bà con một tiếng. Cũng hay ta. Thì ra là ở xóm gà. Mẹ ruột là một người đàn bà hung dữ, hèn chi cố giấu. Đã vậy còn ra vẻ làm như mình cao sang quyền quý lắm vậy. Chờ đi, xem tôi vạch trần bộ mặt giả dối cô thế nào. Đã gửi hết số tiền vô ngân hàng, tự nhiên thấy khỏe quá. Chứ để ôm một đống như vậy rồi phải canh chừng mất ăn mất ngủ luôn á. Tiền con nợ ngân hàng mỗi tháng á, trả từ từ cũng được. Bà đem trả dứt một lần con tiếc quá. Trên đời sợ nhất là thiếu nợ, trả được thì trả cho xong.
lần đầu tiên mới được có số tiền nhiều như vậy. Nhưng sao không thấy vui gì hết? Không vui cũng không sao, miễn sao bà nghe lời tôi. Tôi nói làm gì thì bà làm cái đó, đi đâu thì đi, không? Nhưng tôi muốn cho con Linh. Nó gửi tiền nuôi bà không chịu nhận. Bây giờ bà có cho bao nhiêu nó cũng có thèm đâu, nó không có về. Con hứa, con sẽ khuyên Linh về nhà. Tìm được một chỗ ở đàng hoàng lịch sự, chắc Linh không giận nữa ha. Thì đó, chuyện gì mình cũng nên nghĩ đến cái mặt tốt. Phải cướp cho bằng được, chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Nè, mấy bữa trước con đi đâu mà sao bác gọi hoài không được vậy? Tại cảm thấy buồn nên con đi du lịch mà bác. Buồn hả? Chẳng lẽ con biết chuyện của thằng Phong nó gặp mẹ con Linh hả? Anh Phong gặp mẹ của Linh hả? Hồi nào vậy bác? Cũng mấy hôm trước thôi hả? Không thể nào. Nè, nó gặp mẹ con Linh, chứ đâu phải là con đã hết hy vọng đâu. Không, ý con không phải như vậy. Mà là từ trước tới giờ, Linh không bao giờ muốn mọi người gặp mẹ của mình. Mà bây giờ lại tự dưng dẫn mẹ chị ta đến gặp anh Phong. Chắc chắn là có vấn đề. Nè, Linh đã chỉ không muốn nhận gia đình. Chứ còn mẹ của Linh rất đáng thương con à. Khoan đã. Con với bác đều nói về mẹ của Linh. Nhưng mà con có cảm giác là chúng ta đang nói về hai người mẹ khác nhau đó bác. Rõ ràng á, con thấy chuyện này có vấn đề. Mấy ngày nay mới thì đã được khẩu vị. Vậy hôm trước ăn thứ gì cũng thấy đắng ngắt rồi. Sao vậy? Thì mình giận nhau. Anh đâu có hứng thú gì để mà ăn. Anh á, chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Cái này không phải là dẻo miệng, mà đó là chân thành. Sau khi biết chuyện của em, anh cảm thấy thương em nhiều hơn. Hay là mình cứu nhau đi, để anh có cơ hội chăm sóc cho em nhiều hơn. Lo cho sự nghiệp trước đã. Sự nghiệp thì đâu còn gì phải lo. Tất cả đã ổn định hết rồi. Một tháng nữa là sẽ giải phóng mặt bằng để thi công. Dự kiến tiến độ không? Lấy anh nha. Em chưa chuẩn bị. Thì hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhẫn đã đeo vào tay rồi thì không được cởi ra. Một lần tháo nhẫn là một lần gian dở đó. Nè, cái gì mà hai người khác nhau? Vậy là sao? Là gì nè bác? Qua chuyện này bác và anh Phong sẽ thấy được bộ mặt giả dối của Linh. Nè, bác biết con có thành kiến với con Linh, nhưng mà không phải vì vậy mà con kết tội người ta như vậy. Không phải,
Nó giấu giếm bản thân về gia đình là có nỗi khổ riêng của nó. Trời, cô nói cho bác nghe nè, dù cho mẹ chị ta là tú bà đi chăng nữa cũng phải nói ra sự thật với mọi người chứ không thể nào giấu giấu giếm giếm vậy được. Nè con, sao con nặng lời như vậy hả? Thôi con không muốn giải thích nhiều đâu, vài bữa nữa đi rồi bác và Phong sẽ hiểu. Con xin phép bác, con không muốn nói chuyện nữa. Cái con nhỏ này, sao tự nhiên bên đây nó nóng tính như vậy ta? Không có gì đẹp bằng kim cương trong vắt và tinh khiết. Á, chết, anh Phong nói tháo nhẫn ra là gian dở. Em chào chị. Ngồi đi em. Hình như chị có tâm trạng gì rất vui phải không? Chị có chuyện gì vậy chị? Thấy gì không? Wow, đẹp quá à. Đây là những cầu hôn anh Phong tặng chị đó. Vậy sao? Chị nhận lời rồi chứ? Dĩ nhiên rồi. Làm sao chị có thể từ chối được chứ? Giám đốc đã ký xong quyết định tăng lương chưa? Tôi sẽ ký ngay rồi nhờ chị đem qua cho cô ha. Cảm ơn giám đốc. Quên nữa. Giờ làm việc á thì lo tập trung mà làm việc. Đừng nêu gương xấu cho nhân viên làm theo nha. Thái độ gì kỳ vậy? À, chị xem giùm em bản hợp đồng này. Mình sẽ ký với công ty du lịch Thời Đại. Em soạn như vậy được chưa? Phải chăm chỉ, nếu không chị dừng lại la đó. Em không cần sợ. Vậy là Linh đã nhận lời cầu hôn của Phong? Dạ. Mới nghe chị Linh nhận lời cầu hôn của người khác, anh ấy đã sửng sốt rồi. Trong lòng anh Nguyên vẫn còn chị Linh. Hy vọng chị ấy kết hôn rồi thì anh Nguyên sẽ hết dạ yêu mình. Anh Nguyên. Gì em? Anh xin lỗi. Mừng cho Linh. Hy vọng nhờ chuyện này mà hai mẹ con họ làm lành. Thôi, để anh đền lại ly nước cho em nha. Em ơi. Rằng tôi về ai mà đi phá thai. Tôi chịu biết bao đau đớn vì anh. Vậy mà tại sao chứ? Vậy mà tại sao vẫn cưới người đàn bà khác chứ hả? Tại sao vậy hả? Cô ta gì hơn tôi? Chỉ là một thứ dối trá, lừa đảo. Nó với cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Còn tôi đã vì anh làm biết bao nhiêu điều, anh có biết không hả? Rồi các người sẽ phải hối hận. Rồi sẽ phải gian xếp tôi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại nóng nảy như cọc càng đến như vậy?
Hãy bình tĩnh lại. Nóng nảy không giải quyết được vấn đề gì hết. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi Dân. Bình tĩnh lại. Alo, ai đó? Con Linh á, nó nhờ cô nhắn với tôi hẹn 10 giờ ngày mai gặp. Có chuyện gì quan trọng? À, rồi. Con Linh nó muốn gì đây? Coi bộ không gặp cũng không được. Có chuyện gì mà má hẹn gặp mình ngày mai? Không biết má muốn gì nữa. Coi bộ không gặp là không được rồi. Tổ ấm của mình đã xong rồi. Anh ơi, anh mau về đi. Tụi con chống đối ba, không cho lấy cô ta. Không phải vì tụi con sợ mất tài sản. Tụi con không muốn ba tới chừng tuổi này mà còn bị khổ vì tình. Ba chịu trách nhiệm vì sự quyết định của mình. Nhưng tụi con đâu thể bỏ mặc ba. Ba, con xin ba đừng trở về Việt Nam. Thế là xong. Ba cũng cúi đầu cầu xin tụi con, hãy để cho ba sống cuộc đời của mình. Nếu cô ấy yêu ba vì tiền, ba sẽ trở về đây. Thậm chí ba vào viện dưỡng lão sống, không có làm phiền hai con đâu. Nhưng tụi con đâu thể bỏ mặc ba. Giờ thì con mới hiểu thế nào là si tình. Trong tim ba bây giờ chỉ có cô ta, không có chỗ nào cho gia đình. Con sai rồi.
ba yêu thương hai con và cháu nội. Thậm chí mẹ của các con ba vẫn thương. Nhưng tình yêu với Hoa là một chuyện khác. Con không thể so sánh và cân đo được. Ba nhất định cưới cô ta thì hai anh em con sẽ coi như không có ba. Bella, anh đang ở ngoài đường, bàn chút công việc. Chừng nào về anh sẽ gọi cho em nha. Thôi, anh cúp máy nha, tí nữa gặp em, bye em, thôi nha. Chào cháu. Dạ, con chào bác. Cháu, cháu không có nói với nó là bác đi gặp cháu chứ? Dạ, không có. Mời bác nha. Cảm ơn cháu. Nhớ, cháu mà nói ra là nó giận bác đó nha. Dạ. Nói thiệt, Linh cũng kỳ. Bác với cháu gặp nhau là chuyện bình thường mà. Con không hiểu sao cô ấy cứ ngăn cản nữa. Nó sợ bác làm phiền cháu. Linh đã nhận lời cầu hôn của con, thì bác coi như một nửa là mẹ của con rồi. Vậy thì tốt quá. Cháu có đem theo không? Dạ có. Thật là ngại quá. Chẳng lẽ ngày thọ của bà nội nó mà bác không quan tâm? Dù gì bác cũng là dâu. Nói nó mua quà cho bà nội nó nhất định không chịu. Bác mới đành nhờ cháu đó chứ. Chỉ là chuyện nhỏ, bác đừng có ngại. Rồi giờ bác kia nói á, tặng cái kiềng vàng, nên tôi nhất định là không có chịu thua. Tôi nhắm một sợi dây chuyền một lượng, có đem đủ 30 triệu không? Dạ đủ rồi. Mẹ con bác từ nay hả? Có thể ngẩng cao đâu. Dạ bác uống gì không? Được rồi. Bác chặt cháu bắt về nha. Dạ. Nhớ được nói cho khó biết nha. Bắt về nha. Dạ. Cuối cùng Linh cũng thỏa ước mơ. Hy vọng cô ấy hạnh phúc bên anh ta. Sao mình cứ suy nghĩ nhiều về Linh? Như vậy là có lỗi với Chi. Nguyên à, chiều nay hai cha con mình ra quán làm vài chai. Quên Linh đi, cô ấy không cần mình lo nữa. Ê, đang suy nghĩ gì vậy? Dạ, con đang nghĩ chuyện nhà thôi. Chuyện nhà đã có ba lo, con đâu cần phải bận tâm. Dạ. Ba hỏi con chuyện gì? Hai cha con mình ra ngoài làm vài chai nghe không? Dạ, cũng được. Với lại tuần sau á, con coi ngày nào con Chi nó rảnh nè, con rủ con Chi, ba với con Chi ăn cơm một bữa. Để con hỏi Chi rồi nói với ba nghe. Không biết Tiếm Ngọc hay Linh đã nhận lời cầu hôn của anh nhà giàu đó. Con nghe ai nói? Dạ Chi. Có khi nào nhờ đám cưới mà hai mẹ con làm lành? Con nhỏ này càng quậy càng lớn chuyện, đổ bể ra rồi lúc đó nhục nhã nữa. Ba quá lời rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Thím Ngọc có làm gì đâu mà nhục nhã. Ba không có nói chuyện đó. Trời ơi, con không có hiểu đâu. Thôi, hai cha con mình đi đi. Dạ. Bực quá à.
Tại sao không ngủ được vậy ta? Bực quá đi. Trời chết rồi. Mình phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh. Phải đi bác sĩ thôi. Không chắc mình điên mất. Ủa mày hết bán bún riêu rồi hả? Dạ còn. Cô qua cổ bán. Nhưng hổng rài cổ lo dọn dẹp nhà mới để ở nên cổ nghỉ. Hả? Con qua có tiền mua nhà hả? Dạ. Quen được ông Việt Kiều. Trời ông thương lắm gì. Ông mua nhà cho ở đó. Cha con khùng đó cũng hên ghê ha. Bởi vậy có phần không cần gì lo. Dạ. Còn mày á, có một đống tiền rồi buôn bán chi cho cực. Ăn chơi hưởng thụ đi. Thiếm đựng xúi dạy con. Tiền đó phải để dành mua nhà khác để ở. Sợ tiền đó không thấm thía vô đâu hết á. Dư đồng nào đâu dám hưởng thụ. Mày muốn kiếm tiền thêm không? Kiếm thêm? Là kiếm gì vậy? Mày ngu quá, hèn gì mày nghèo hoài à. Mày kiếm tiền chứ kiếm gì? Tiền đâu mà mình kiếm? Bây giờ mày nghe tao đi. Bèo lắm á là mày kiếm cũng vài chục triệu. Vài chục triệu? Trời, Thiếm nói vài chục triệu như là vài chục ngàn vậy đó. Giờ tao kêu mày làm cái gì á, mày làm nấy đi. Miễn có tiền thôi. Mà làm gì gì? Bây giờ mày cứ ký vào đơn á, mày khiếu nại á, thua nhà đầu tư, áp giá đền bù. Ủa, mình đã nhận tiền người ta rồi mà thưa gửi gì nữa gì? Trời ơi. Bởi vậy tao mới nói mày ngu. Có tính tiền đi. Dạ. Của gì 10 ngàn? 10 ngàn thôi phải không? Dạ nè. Dạ con cảm ơn gì. Bởi vậy nó ngu quá trời ngu hà. Nhận thì nhận, mà kiện thì kiện. Mình bày trò ra để mình kiếm chát chứ. Muốn công việc thuận lợi cho họ đó hả? Thì họ phải đền tiền cho mình. Họ phải xì ra chút đỉnh thôi. Đã có 5 hộ đồng ý thưa rồi. Bây giờ có mày nữa là 6. Ông Mười Cò đã đồng ý đại diện cho tụi bay. Thôi thôi đi dì. Kiện với thưa thì họ ngừng lại. Không cho mình nhận tiền đợt cuối thì mệt mỏi lắm. Thôi con xin dì, dì đừng có bày trò nữa. Để cho mọi người yên ổn đi dì. Xét. Mày chơi tiền không lượm thì để người khác người ta lượm. Làm ơn mắc quán ha. Con làm gì mà bối rối dữ vậy? Dạ có chuyện quan trọng lắm. Mắc đợi chút xíu đi rồi sẽ biết. Bác nhìn đi. Ủa, con Linh kìa. Thôi, sắp tới rồi bác đợi chút xíu đi. Sắp có kịch hay rồi đó bác. Có chuyện gì vậy con? Má, má. Gì vậy? Có chuyện gì? Bác thấy người đàn bà ngồi với chị Linh không? Thấy quen lắm. Cô lấy dịch luôn cái này người đi. Người đàn bà hung dữ mà hôm trước ở khách sạn đó. Ủa? Nhưng mà sao con Linh nó lại gặp bà ta làm gì? Nhìn mặt mày hồng hào tươi tỉnh ghê à. Tội bất hiếu không làm cho mày lương tâm mày cắn rứt hả? Con không có thời gian để ngồi nghe má mỉa mai đâu. Má hẹn con ra đây có chuyện gì? Má nói nhanh đi. Có nói lộn không? Nói lại đi. Tôi không có xứng đáng là mẹ của cô. Chính cô hẹn tôi chứ không phải tôi hẹn cô. Thôi, má đừng giỡn trò nữa.
Ủa, có mẹ ở đây nữa hả? Có chuyện gì vậy? Là Linh đó. Đó. Là Linh. Quán ngồi với ai vậy? Không phải là bác gái. Sao anh biết không phải là bác gái? Anh đã gặp bác rồi. Anh ngồi đó đi rồi sẽ biết mà. Chính má đã nhờ người hẹn con ra đây. Còn nói á, nếu như con không tới thì má sẽ tới khách sạn để phá. Tao tuy ít ăn học nhưng cũng biết thế nào là nhục. Tại khách sạn đó mày đã mở miệng to nói láo. Mày không có nhận tao là má, tao còn dắt mặt tới đó làm gì? Mày bỏ nhà đi cả tuần lễ, không thèm điện thoại về hỏi thăm. Nhưng con đã gửi tiền về cho má rồi còn gì nữa. Tao không cần tiền, mà tao cần con. Mày đã từ tao thì tao không cần cái con nữa. Mày nhờ người gọi điện thoại hẹn tao nên tao mới đi gặp mày. Linh, là em sao? Điều gì anh đang nghe có phải là sự thật không? Em nói cho anh biết đi. Sao em lại im lặng? Em trả lời đi. Mấy người nghe cái gì? Đi đi, đừng có cản trở tôi nói chuyện. Họ là ai mà phiền phức quá. Nè, dì chuyển lời của má con rồi đó. Bây giờ dì về nha. Thôi đi, đừng diễn kịch nữa, lộ hết rồi. Linh là con gái của bà đúng không? Bà và Linh sống tại xóm gà đúng không? Cô nói điên khùng gì đó. Tôi chỉ là hàng xóm của má nó thôi. Ủa sao em re vậy? Sao em re vậy không nói đi? Tôi không phải là má của cô. Thôi đừng có giải thích nữa, chúng tôi đã biết hết rồi. Trời ơi, chỉ là hiểu lầm thôi à. Thật ra là như vậy nè. Đó anh. Đúng, đây là má của tôi, là người đã sanh ra tôi. Cuối cùng thì cũng lên tiếng rồi. Tôi cảm thấy cô kinh tởm quá. Cô thấy tôi nói đúng không? Cô không bao giờ được dùng trò để dụ dỗ anh Phong. Hạ cấp vẫn là hạ cấp. Im đi con quỷ cái. Mày biết cái thá gì mà lên mặt chứ. Thôi đi con, đi. Đi đi. Hạ cấp.
Có chuyện như vậy sao? Dạ. Cũng may là cô còn biết suy nghĩ, nói lại với tôi. Chứ nếu không cô hùa theo bả thì... Con thì con cũng mong được yên ổn làm ăn. Ông trời cho con bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chứ mình tham của người khác thì người khác cũng tham của mình à. Có dài có trả hết à chú ơi. Được suy nghĩ như cô thì tốt quá rồi. Chú tính sao tính, con hết trách nhiệm nha chú. Cảm ơn cô. Để tôi báo cậu Phong biết tình hình như vậy. Dạ. Cũng phải đi khuyên họ, đừng có nghe lời suối bậy của bà. Dạ. Thì ra tất cả chỉ là giả dối. Về đi em, bao giấc mơ đang chờ. Như ngày nào em còn trên nôi. Về đi em, nước mắt rơi rồi đó. Thân gầy gò xinh gió, nhạt nhòa đôi mi. Về đi em, say giấc mơ từ đầu. Mối tình nào một thời yêu thương. Về đi em, quên hết bao lầm lỡ. Những tháng ngày bơ vơ, tháng ngày cô đơn. Về đi em, ôm lấy bao hạnh phúc. Như ngày xưa em từng mong mơ. Thôi đừng trách chi mình dài khờ. Thôi đừng nhớ tháng ngày đau thương. Về đi em, cô gái ngoan ngày đó. Ngôi nhà xưa mong em về từng ngày. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm. Mối tình xưa có bao giờ em quên. Về đi em, ôm lấy bao hạnh phúc. Như ngày xưa em từng mong mơ. Thôi đừng trách chi mình dài khờ. Thôi đừng nhớ tháng ngày đau thương. Về đi em, cô gái ngoan ngày đó. Ngôi nhà xưa mong em về từng ngày. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm. Mối tình xưa có bao giờ em quên. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm. Mối tình xưa.